Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có đội hình đội tuyển quốc gia Brazil 2019-2020 với tất cả full 32 cầu thủ, các cầu thủ trẻ này hay là các cầu thủ trụ cột của Brazil nhé. Thì mình cùng một số điểm qua, mình điểm qua một số cầu thủ. Đây, mình có là đây là các cầu thủ này, Neymar này, Firmino, cầu thủ trụ cột của đội tuyển Brazil này. Fabinho, Arthur, những cầu thủ mới này. Hay còn là Fred này, của những cầu thủ mới Brazil. Cùng hàng loạt các cầu thủ khác nhá, Vinicius này, Paqueta. Các cầu thủ trẻ đang có phong độ rất cao ở các đội mà có đội bộ. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cách để có đội hình này. Thì ở đội hình này thì có hai link full 100 và không full 100. Thì đây là cái link full 100 nhá. Đây, các bạn tìm xuống phần châu Mỹ này, Brazil. Các bạn tích vào cái trên cùng. Ok, bước này các bạn tích vào tôi không phải người máy. Chỉ có hai link nhé, các bạn mình sẽ để link không full ở dưới, các bạn có thể tải để về. Tôi không phải người máy này. Ok, các bạn trở lên rồi, các bạn có một click here to country cho mình. Ok, bước này các bạn đợi cho nó chạy về 0 giây. Thì ở cái link cái đội hình này thì mình đã tổng hợp rất nhiều đội bóng ở các châu lục rồi, các bạn có thể tham khảo phía dưới và có thể tải về. Ok, thì bây giờ các bạn chạy về 0 giây được, các bạn bấm get link cho mình. Get link. Bước này các bạn lại làm như bước trước để có thể tải link về. Các bạn lại làm như qua được hai cái link rút gọn như thế này. Khá đơn giản thôi. Cứ click here to country. Làm những bước trước thôi. Bước này các bạn đã chạy về 0 giây. Lại đợi nhưng chạy về 0 giây. Ok, giờ các bạn bấm get link để lấy được link. Thì phần này các bạn bấm get link thì nó sẽ hiện ra link luôn. Ok, giờ các bạn bấm Brazil này. Các bạn bấm download tải về cho mình. Download tải về, đây là link full 100 nhé. Thì các bạn có thể tải cái link không full 100 và nãy mình giới thiệu các bạn đấy. Tải xuống. Bước tiếp theo các bạn ở cửa vào đây, các bạn cho mình app Zachiever, app quản lý tập tin đấy. Bạn nào chưa tải thì bấm tải, mình tải rồi thì mình sẽ bấm mở luôn. Tiếp theo các bạn thì dùng cái phần mà download này, các bạn chọn xuống download, chọn cái vừa tải này, Brazil trên cùng này. Đấy, các bạn bấm một cái thôi, bấm một nhấp một cái thôi, bấm xem này, dễ chọn sao chép bộ nhận thiết bị. Các bạn chỉ bấm chạm thôi, Android data, rồi các bạn dán vào trên cùng đấy, dán vào áp dụng cho tất cả các tệp và bấm thay thế. Ok, thì xong rồi, bây giờ các bạn chỉ cần vào game và chơi thôi. Đấy, chúng ta sẽ vào game thì các bạn sẽ nhận được cái link đội hình tất cả full 100 tất cả luôn. Còn bạn nào thích chơi không full 100 thì mình sẽ để link ngay dưới, các bạn có thể tải về nhé. Ok, thì cái logo ở đấu chuẩn này, đội hình full 100 tất cả nha các bạn. Đây là mình chưa sắp xếp đâu, các thủ trụ cột sẽ ở bên dưới, các bạn có thể sắp xếp lại đội hình. Đội hình này là mình vừa mua nên mình chưa sắp xếp, mình làm chưa có thời gian sắp xếp các bạn. Chuyến này về làm quay các bạn xem luôn, đây là mình chưa sắp xếp được. Nên các bạn có thể sắp xếp lại nhé. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ ra và đấu thử một trận, đã thử một chút đoạn thôi vì máy mình lag lắm. Các bạn có thể thấy là logo áo đấu chuẩn năm 2019. Để máy mình đá lag lắm nên mình chỉ đá thử một quả thôi. Đó, thì Jackson, Lucas Moura. Ok, bây giờ việc kết thúc, mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Rồi.